thua bóng rồi, với lại quên một khẩu két nữa. Khẩu gì nhỉ? Ơ anh. Ờ, đâu, anh không hề luôn, từ sáng giờ tôi chưa hề cầm nhầm gì của anh chứ. Ờ anh phải anh gì sửa khóa không ấy nhỉ? Ờ sao nhỉ, cậu cậu cần gì nhỉ? Ờ em quên mất cái một khẩu két. À, một khẩu két ở nhà cậu nhiều két thế nhỉ? Nói chung là cái mùa Euro này cũng đang khởi tranh rồi thì tôi nghĩ là tôi sẽ giúp đỡ cậu một chút xíu, nhưng mà bây giờ tôi lại hơi bận thì chắc. Đây. Bình thường giúp đỡ nhau là chính thôi nhé. Ok anh. À ui, quên mất, tôi lại không có dụng cụ thì chắc là chắc là thôi thì lúc khác đi. Đây. Em có đây. Cái này của tôi mà. Sao cậu lại có dụng cụ của tôi nhỉ? Kia anh này. Được rồi, bây giờ nó như nào nhỉ? Nó à, không có chìa và không có mã hay nào. Ừ, thôi được rồi, như này. Bây giờ tôi sẽ mở đây trước. Ừ, cái mùa Euro nó đang đến rồi các bạn. Nó đang khá bận nhiều. Ơ kìa luôn. Ơ kìa. Ơ kìa nhỉ. Thôi, thì tôi cũng xin phép nhé. Ừ, ok. Ừ, cảm ơn anh. Đang bận chút xíu thôi. Vâng. Để hôm khác. Ok. Đây rồi. Anh lấy xem gì có. Ôi. Nhầm đường. Ôi, ra nhầm đường. Đúng rồi, đi nhầm.